cụ Nguyễn Đình Đầu, sinh năm 1920, tạ thế ngày 20 tháng 9 năm 2024, là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý, lịch sử Việt Nam. Ông được biết nhiều với các công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ và được giới nghiên cứu đánh giá là một nhà khoa học nghiêm túc, tận tụy và có nhiều cống hiến quan trọng cho khoa học Việt Nam. Cụ xuất thân trong một gia đình công giáo nghèo. Thổi nhỏ, ông theo giúp mẹ kiếm sống và học tại trường tiểu học Pháp Việt ở cuối phố Huế, Hà Nội. Sau khi học xong bậc trung học, năm 1939, ông theo học trường Bách Nghệ Hà Nội và tốt nghiệp tại đây vào năm 1941. Trong khoảng thời gian ấy, ngoài việc học, ông còn gia nhập hội hướng đạo, hội truyền bá quốc ngữ, phong trào thanh lao công, tức ơi phong trào thanh niên lao động công giáo, Genenser Auviketin, GOC, và trở thành thành viên tích cực của những tổ chức này. Sau khi ra trường, ông được tuyển làm làm trưởng xưởng, chép Dateli, coi 120 công nhân trong một xưởng công nghệ của Pháp tại Đông Dương. Theo lời kể của ông, khoảng năm 1941, 1941, ông thường theo ông Hoàng Đạo Thúy đi hướng đạo xung quanh Hồ Tây. Do có khả năng vẽ kỹ thuật, ông thường được giao nhiệm vụ vẽ bản đồ. Và cũng do ảnh hưởng tinh thần dân tộc của các trưởng hướng đạo bấy giờ, ông sớm bộc lộ sự đam mê với các bản đồ cổ về Việt Nam. Phong trào thanh niên lao động công giáo từ khi mới ra đời đã phát triển mạnh ở Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Hà sáng lập viên, làm hội trưởng toàn quốc. Ông được bầu làm hội trưởng ở Hà Nội. Năm 1955, ông vào sống tại Sài Gòn. Thời gian đầu, ông dạy học ở các trường tư thuộc công giáo để kiếm sống. Ông từng là giáo sư sử địa, vừa là giám học của trường trung học Nguyễn Bá Tòng, nay là trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, từ 1957 đến 1959 ông cũng tham gia soạn sách giáo khoa sử địa từ đệ thất đến đệ nhị chuyên khoa, tương đương từ lớp 6 đến lớp 11 hiện nay. Từ năm 1960, ông chuyên tâm nhiều vào việc nghiên cứu và công bố các công trình của mình trên các báo tại miền Nam. Ông bắt đầu được biết đến như một học giả đứng đắn và rất có uy tín trong giới nghiên cứu. Bên cạnh đó, tính cách ôn hòa và đấu tranh cho hòa bình và hòa giải dân tộc, ông được xem như là một trong những thành viên tích cực của lực lượng thứ ba để trong chính trường miền Nam kể từ sau Hiệp định Paris 1973. Chính vì vậy, ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông được tướng Dương Văn Minh cử làm thành viên của phái đoàn đại diện Việt Nam Cộng Hòa đến trại David để đưa đề nghị ngưng chiến. Sau năm 1975, ông vẫn tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình dù gặp phải rất nhiều hạn chế về tài chính cũng như sự quan liêu của chính quyền mới. Nhiều kết quả nghiên cứu, bảo tồn của ông được công bố trên nhiều báo chí có uy tín cho đến tận ngày nay. Hiện nay ông là ủy viên ban chấp hành hội sử học Việt Nam. Ông là tác giả của hàng trăm công trình, sách đã xuất bản và bài báo bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, trong đó nổi bật là các công trình nghiên cứu về địa bạ và bản đồ. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh, 1994. Chế độ công điền công thổ ở Nam Kỳ lục tỉnh 1992 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, An Giang, 1995 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Biên Hòa, 1994 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Gia Định, 1994 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Định Tường, 1994 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Vĩnh Long, 1994 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Hà Tiên, 1994 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Bình Thuận, 1996 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Khánh Hòa, 1997 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Phú Yên, 1997 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Bình Định, Ba Tập, 1996 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Quảng Ngãi, 2010 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Quảng Nam Đà Nẵng, 2 tập, 2010 Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, Thừa Thiên Huế, 1997 Giai Sài Gòn à Ho Chi Minh Vin 300 Anxia History, 1998 Phơ Rông Sài Gòn to Ho Chi Minh City 300 G History, 1998 Địa lý gia đình, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, 100 câu hỏi đáp về gia đình, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, 2006 Việt Nam, quốc hiệu và cương vực qua các thời đại, 1999. Địa chí Bình Định, địa bạ và phép quân điền, 2002. Dấu ấn 50 năm hàng giáo phẩm Việt Nam, 2010. Cố cả Lepocadia, từ Việt Nam học đến Việt Nam hóa, 2011. Tiểu sử cha Khâm Đặng Đức Tuấn, 2012. Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận, dịch từ y sài gòn environ của trương vĩnh ký 1997. nước đại nam đối diện với pháp và trung hoa dịch từ y việt nam phay à la france et à la chin của yoshiha stuboy tái bản thứ tư 2010. gia đình phong cảnh vịnh dịch từ ghi chép của trương vĩnh ký 1997. địa chí tỉnh gia đình giới thiệu y monography de la province gia đình 1997. Lịch sử bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, viết chung 1995. 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam. 90 Anxia Richard Sula Culture et history du Việt Nam, viết chung 1995. 300 năm địa chính Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, viết chung 1997. Nam bộ, đất và người, viết chung 2000. Lịch sử Việt Nam tập y, viết chung 2001. Thầy giàu. Viết chung 2011. Dấu ấn võ văn kiệt. Viết chung 2008. Thành phố. Hồ Chí Minh hướng về 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Viết chung 2010. Hoàng Sa, trường Sa là của Việt Nam. Viết chung 2008. Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý Hoàng Sa, trường Sa là của Việt Nam. Viết chung 2011. Lịch sử Phú Yên. Viết chung 2009. Remarker Prelimina Sulek Richter Kadastruch de Six Province de la Cochinchin, in Bulletin de Le Francis de Tremorin T. L. V. Paris 1991 nghìn de Riri à bình định N 1839, in 90 mươi N. J. Richter Sula Coucher et le Histoire du Vietnam Pfeo Hà nội một Tiểu giáo trình địa lý nam kỳ, dịch của Trương vĩnh Ký 1997 Quốc hiệu cương vực Hoàng Sa Trường Sa, nhà xuất bản trẻ, quý 1 2013. Quốc hiệu cương vực Hoàng Sa Trường Sa, tái bản lần 1 quý 2 2013. Nguyễn Trường Tổ với Triều Đình Tự Đức, nhà xuất bản trẻ, quý 2 2013. Quốc hiệu cương vực Hoàng Sa Trường Sa. Tài. Quốc hiệu cương vực Hoàng Sa Trường Sa. Tái bản lần 3 quý 2 2014. Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa năm 2014. Thê Trúc Ký, nổi quan thế kỷ 1-2017, hiện đang bị thu hồi khỏi các hiệu sách và bị cấm phát hành ở Việt Nam. Sách vốn được cục xuất bản cấp giấy phép với đầy đủ các thủ tục giấy tờ và được dự trù ra mắt tại đường sách Sài Gòn vào sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017. Thế nhưng buổi ra mắt sách này đã bị hủy theo một chỉ thị miệng y và báo chí được tin nhận cảnh báo không đưa tin về cuốn sách này. Tạp ghi việc sử địa, hai tập, 2017. Champa and the -a -cha op Mỹ Sơn, Việt Nam, viết chung 2009. Hoàng Xuân Hãng, tập Y, Con Người và Trước Tác, viết chung 1998. Thành phố hướng ra biển Đông, viết chung 2003. Bà Rịa Vũng Tàu xưa và nay, viết chung 2000. Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tập y lịch sử, viết chung 1998. Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 2, báo chí giáo dục, viết chung 1998. Biển Đông và Hải đảo Việt Nam, viết chung 2010. 300 năm kiến trí diên cách phú nhuận, viết chung 1988.